Bộ phim Người lính cũ tập 22. Làm gì vậy? Thật ngại quá. Muộn thế này còn làm phiền anh. Muốn gọi đi đâu? Gọi đến nhà số 28 đường Đông Đại Lưu Thành Quốc Dương. Nhà số 28 đường Đông Đại Lưu Thành Quốc Dương phải không? Đây, gọi được rồi. Làm phiền anh có thể nào tránh mặt một lát được không? Sao cậu lại nhiều chuyện như vậy chứ? Vậy cậu nói xong thì rời đi là được. Tôi đi ngủ đây. Tiểu Nghiêm à, đến rồi à? Tôi đến rồi. Có đón được người chưa? Người kết nối này vẫn chưa đến. Người kết nối này trước mắt tôi vẫn chưa điều tra rõ thân phận. Chỉ có nói với tôi buổi chiều ngày mai đến trạm xe lửa đón người. Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Quan sát tất cả mọi người ở xung quanh cậu. Đợi một khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, lập tức quay trở về. Ngài yên tâm, cục trưởng. Tôi luôn cảm thấy ở đây hình như sắp xảy ra chuyện gì rồi. Cái gì? Alo. Tiểu Nghiêm, cậu nói lớn hơn một chút đi. Tôi nghe không rõ. Cục trưởng, alo. Alo. Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cục trưởng, alo. 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 Alo, Trương Quynh, chuyện đó, người của tôi đến Mặt Hà rồi. Nói rằng ngày mai buổi chiều sát thủ sẽ đến. Vậy sát thủ mà anh tìm là... Yên tâm đi. Sát thủ mà tôi tìm là Long Ngũ. Long Ngũ hả? Long Ngũ mà anh nói có phải là Long Ngũ mà đang bị truy nã ở ba tỉnh phía đông hay không? Long Ngũ giết người từ trước đến nay chưa từng thất bại qua. Chuyện như thế này, vì để không xảy ra một sai sót gì, chỉ có thể tìm cậu ta. Tuy rằng con mắt một chút. Không phải Long Ngũ không có gì để nói, nhưng với thói quen làm việc của cậu ta thì... Vậy người mà tôi phái đi chẳng phải sẽ không quay về được nữa à? Cục trưởng Dương, đã đến bước này rồi, anh và tôi đều không thể quay đầu được nữa. Hy sinh một hai người đổi lấy tiền đồ của hai chúng ta, cộng thêm cả vụ kinh doanh này, vẫn là hợp lý. Vậy cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cục trưởng Dương, hai chúng ta gần đây ít liên lạc lại đi. Đợi chuyện ở Mặt Hà kết thúc rồi, tôi mới gọi điện thoại tiếp cho anh. Chính là cô gái đó tìm anh. Anh cô lâu, sao lại là cô vậy?
Chiều nay chúng tôi sẽ phải xuất phát đi Đông Sơn rồi. Chiều nay à? Sao vội vậy? Hôm nay tôi đến muốn nói với anh. Tiểu Tỉnh vô cùng thích anh. Nếu như anh cũng thích Tiểu Tỉnh, vậy thì nếu kéo cô ấy lại, đừng để cô ấy đi. Mấy ngày nay cô ấy khóc rất đau lòng. Tôi nói xong rồi, đây là bức thư Tiểu Tỉnh gửi cho anh đấy. Tôi cũng phải mau chóng quay về thu dọn đồ đạc, không làm phiền anh nữa. Khóc cái gì mà khóc? Quay vô hết đi. Quay vào trong đi. Đại ca, anh Thần Côn từ tối qua quay về đây, cứ luôn nằm ở đây, không về nhà, cũng không ăn cơm. Tôi nói gì với anh ấy cũng không thèm để ý tới. Có phải là mắc bệnh rồi không? Người anh em, tối qua cậu đàm phán xong rồi thì nên quay về đây tìm tôi. Cậu nói xem, cậu nằm đây làm gì? Đại ca, tôi không có mặt mũi gặp anh nữa. Có mặt mũi hay không có mặt mũi gì chứ? Cậu đàm phán được kết quả gì rồi? Cậu cũng phải quay về báo cho tôi biết. Cậu nói xem, cậu nằm đây như vậy, không ăn không uống, cậu định tuyệt thực à? Đại ca, lần đàm phán này tôi có lỗi với anh. Tôi có lỗi với Chu Cửu. Tôi có lỗi với Củ Tỏi. Tôi có lỗi với bản thân của tôi. Đại ca, đại ca à, anh xem phải làm sao đây? Không thể để anh Thần Côn ở đây đói chết được. Người anh em à, lần này cậu đàm phán không tệ đâu. Đại ca, anh đừng an ủi tôi nữa. Tôi cần phải nằm ở đây để tôi đói 5-7-8 ngày. Tôi phải trừng phạt bản thân của mình. Người anh em à, tôi không giấu gì cậu. Lần này cậu và Sửa Đại Khả đàm phán, ngày thứ hai hắn ta đã phái người đem tiền đến cho tôi rồi. Thật sao? Thật đó. Đưa tiền à? Nếu không tin thì cậu hỏi Củ Tỏi đi. Thật đó. Anh Thần Cung, tối hôm qua anh đàm phán với bọn họ, đã hù dọa Đắc Ý Lâu bọn họ không nhẹ đâu. Trời vẫn chưa sáng đã đem tiền đưa cho chúng ta rồi. Đưa bao nhiêu tiền vậy? Đưa 5.000. Đưa 5.000 không đúng nha đại ca. Tôi đàm phán với bọn họ là kêu đưa 5.200. Không được, tôi phải đi tìm bọn họ. Được rồi người anh em, người ta đã đem tiền đến rồi, chứng tỏ là sợ chúng ta. Chúng ta cũng đừng tính toán với người ta. Đại ca, anh cũng nói đúng, chúng ta là ngựa nghìn dặm mà, không cần phải so đo với đám con lừa này. Người anh em à, chẳng phải cậu muốn ăn đồ ở cửa tiệm Thành Bắc do quá phụ kia mở sao? Thượng Hải Hoa đấy. Đúng lúc Củ Tỏi quay về rồi, cậu mau chóng dẫn cậu ta đến đó ăn đi. Có phải trong tay hết tiền rồi không? Đại ca có nè, cầm lấy đi, tiêu tiết kiệm nha. Đại ca đối xử với tôi thật là tốt. Đi đi, đại ca, chúng ta cùng đi. Không được đâu, tôi vẫn còn bữa tiệc phải chiêu đãi. Anh đó đói một ngày rồi, ăn miếng táo đi. Ca, đi nào. Đến đó rồi, đừng gây chuyện nhé. Đại ca, đi nhé. Dừng lại một chút, dừng lại một chút. Tính gì à? Xuống xe đi, có người tìm.
Tiểu Tĩnh, anh cổ lâu, đi, qua đó đi. Tiểu Tĩnh, sao lại nói đi là đi vậy? Sao không chào tạm biệt trước một tiếng? Lần này các cô phải đi đến đâu ở Đông Sơn? Chủ nhiệm nói phải đến Tề Nam. Nghe nói bọn họ rất thích nghe kinh kịch. Tiểu Tĩnh, nếu như cô không thích hát kinh kịch nữa, vậy thì cô ở lại Đắc Y Lâu đi. Ý của tôi là cô bôn ba đi Nam về Bắc như vậy quá vất vả. Nếu như cô không chia bay thì ở lại Đắc Y Lâu làm việc. Anh Cổ Lâu, cảm ơn ý tốt của anh nhé. Lúc 4 tuổi tôi đã theo sư phụ bắt đầu hát kịch rồi. Đây là số mệnh của tôi. Tôi không muốn đấu tranh với số mệnh của mình. Cảm ơn anh đã đến tiễn tôi. Tôi đi đây. Anh cũng quay trở về đi. Bảo trọng. Xuống xe đi, người anh em. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Xe lửa đã đến bến rồi. Người đón cậu sẽ lập tức xuống xe rồi. Tôi nên đi đây. Anh có thể nói cho tôi biết người đó có dáng vẻ như thế nào không? Tôi chưa từng gặp qua. Anh ta sẽ nhận ra cậu thôi. Người anh em, ở đâu vậy? Quán trọ Tam Phố Khang ở Ngoại Thành. Chỗ đó rất che khuất, anh muốn ở chỗ đó không? Tôi không thể ở chỗ đó được. Anh và tôi đều là người nơi khác, sẽ khiến người khác nghi ngờ đó. Ý của anh là Mạc Hà, nơi này tôi rất quen thuộc. Tự tôi sẽ tìm nơi ở vậy.
Tôi đi trước đây. Tôi sẽ đợi anh ở điểm tụ tập xe kéo. Anh kéo chiếc xe kéo đi theo tôi. Đã lâu rồi không nghe cậu hít sáo đó. Còn nhớ năm đó đánh trận, vào cái ngày Lý Minh chết, cậu đã hít sáo cả đêm. Có phải cậu có tâm sự không? Thiết tử sắp kết hôn rồi. Thật sự vui mừng hai cậu ấy. Các anh em ở Đắc Ý Đường chúng ta cuối cùng cũng có một người không còn độc thân nữa. Các anh em ở Đắc Ý Đường này của chúng ta, hôn nhân của người khác đều là chuyện nhỏ. Chỉ có hôn nhân của cậu và tôi mới là vấn đề lớn thôi. Không quá đến mức như vậy chứ. Hương Bắc này, cậu nói xem, ngoài trừ Dung Hoan, cậu có từng thích qua con gái nào chưa? Nói gì đi. Không có. Số mệnh của hai chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Tôi đây, lúc nhỏ mẹ tôi từng đưa tôi đi coi bói. Thầy bói nói với tôi rằng cả đời này tôi đều không có số đồng hoa. Chỉ cần là người phụ nữ nào liên quan đến tôi, không cần biết mức độ thân thiết như thế nào, đến cuối cùng nhất định sẽ rời xa tôi. Cả đời này của tôi chính là số mệnh cô độc một mình. Người anh em, cậu tin vào số mệnh sao? Tôi thì không có tin đâu. Nhưng tôi không điều khiển được số mệnh này của tôi. Nó không đi về Tây, không đi về Đông, mà cứ chọn con đường này mà đi. Cô Lâu, tôi không tin vào số mệnh. Tôi biết cậu cũng không tin. Nếu như chúng ta theo số mệnh, vậy thì sẽ không thể có được Đắc Y Lâu. Cậu nói xem có đúng không? Lấy họ tên của anh để thuê phòng trọ này cho tôi. Thuê một phòng 4 ngày. Thuê xong rồi thì ở trong phòng đợi tôi.
rót nước. Rót nước để rửa chân. Tôi có thể hỏi họ tên của anh được không? Gọi tôi là anh ngủ đi. Thứ nhất, chúng ta là người kết nối, coi như cũng là người hợp tác đi. Thứ hai, tôi không phải người ở của anh. Sau này chuyện lấy nước để rửa chân này, anh dặn dò người khác đi. Còn nữa, nói chuyện cũng cách sáo với tôi một chút đi. Tôi đã cách sáo lắm rồi. Rót nước đi. Thật ngại quá. Hôm nay tôi cũng rất mệt. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đứng lại. Chiều nay lúc 4 giờ đúng giờ đợi tôi ở dưới lầu quán trọ. Tôi có thể hỏi họ tên của anh được không? Gọi tôi là anh ngủ đi. Ở đây có nước nóng không? Chiều nay không phải anh đã ngâm chân xong rồi sao? Sao lại vẫn muốn ngâm nữa vậy? Chuyện này anh đừng quan tâm đến. Ngâm chân. Mũi của anh không sao chứ? Không sao. Viêm mũi. Vào một lần hành động nọ, còn mất đi cả khứu giác nữa. Nói đi, điều kiện gì anh mới chịu buông tha cho tôi? Nếu như anh đã biết được tôi là ai rồi, đương nhiên anh cũng sẽ hiểu rõ phương thức làm việc của tôi. Câu hỏi này của anh quá nghiệp dư rồi. Rõ ràng anh biết tôi.
sau khi hoàn thành sẽ giết chết người kết nối mình, chưa từng có ngoại lệ. Đây cũng là nền móng khiến tôi sinh tồn lâu như vậy trong ngành này. Không có một người nào có thể chạy thoát hay sao? Không có. Anh tưởng rằng anh ở trong tay tôi có thể chạy thoát được hay sao? Không thử thì sao có thể biết được. Anh cũng rất có lòng tin với bản thân của mình lắm. Được, cho dù anh có bỏ chạy thì nhiệm vụ lần này liên quan đến ai, anh cũng đã hiểu rõ rồi mà. Tôi là phạm nhân đang bị truy nã. Nếu giở trò vô lại thì anh không thể nào tưởng tượng được đâu. Anh và cục trưởng Dương của anh có thể sống sót được hay sao? Vậy anh cũng phải để tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Anh gọi cho ai? Cục trưởng Dương của anh à? Não của anh bị hư rồi. Anh tưởng cục trưởng Dương hy vọng anh có thể sống sót quay trở về hay sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chỉ dựa vào vài câu nói của anh mà tôi phải tin tưởng anh hay sao? Anh và cục trưởng chúng tôi rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì? Sao lại chia rẽ chúng tôi? Anh xem thường chúng tôi quá rồi. Tôi và cục trưởng có mối quan hệ gì? Nói với anh cũng không hiểu đâu. Chuyện này không thể nào hiểu. Cục trưởng không lo gì đến tôi nữa, kêu anh giết tôi à? Chuyện này rất nực cười. Người anh em, muốn gọi điện thoại thì gọi đi. Có điều tôi khuyên anh, đừng biết được sự thật rồi mới chết. Như vậy anh sẽ rất đau lòng. Gặp phải tôi, coi như mạng của anh không tốt. Anh cũng đừng đau buồn quá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiền công của tôi sẽ chia cho anh một nửa. Chỉ là anh vô phúc để tận hưởng thôi. Để lại cho người nhà của anh đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, ngủ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều quá. Chiều mai 4 giờ đến tìm tôi. Tiêu Nghiêm, hai chúng ta tình như cha con. Không thể nào. Không thể nào. Alo, cha nuôi. Con Tiểu Nghiêm đây. Tiểu Nghiêm à, chuyện là thế nào rồi? Tất cả đều tốt phải không? Cậu đến bên đó, người kết nối đã đón được rồi phải không? Dù sao thì chuyện đó cậu phải cẩn thận khắp mọi nơi, an toàn là quan trọng nhất. Cha nuôi, con nhớ cha. Cha và Hoan Nhi phải bảo trọng. Cha yên tâm, con sẽ sống sót quay trở về. Thank you.
Anh củ tỏi. Anh thần côn. Anh thần côn. Củ tỏi đến rồi à? Anh tôi đâu? Ở bên trong đó. Anh. Anh thần côn. Tỉnh về đi. Anh. Củ tỏi đây. Tỉnh về đi. Tỉnh dậy. Không phải anh đã hẹn với tôi rồi sao? Hai chúng ta sẽ đi đánh Lưu Hải Long mà. Mau dậy đi. Dậy đi. Cậu đi, đi đi. Vậy tôi tự đi nhé. Anh ở nhà đợi tôi. Đợi tin tốt của tôi. Tôi đi đây. Tiểu tử này gan cũng không nhỏ đâu. Ai mà dám động vào Lưu Hải Long? Ai? Lưu Hải Long đó. Sao vậy? Cổ tỏi muốn đi sửa ông ấy. Mau đi lấy quần áo cho tôi. Mau lên. Người anh em, sao vậy ca? Lưu Hải Long không dễ động vào đâu. Nếu động vào ông ta thì sẽ làm các bá tánh ở Lưu Thành này nổi giận đấy. Anh thật côn, tôi không cần biết hắn ta là ai. Chỉ cần dám ức hiếp anh tôi thì tôi nhất định sẽ xử hắn. Thôi được rồi, vậy cậu đi xử hắn ta đi. Đợi tôi nhé. Tên nhóc kia, làm gì vậy? Tôi làm cái gì hả? Hôm nay tôi đến là muốn xử ông đấy, để bá tánh Lưu Thành này nhìn thấy ông là anh hùng hay là kẻ hèn hả? Cái tên nhóc con này. Người anh em, củ tỏi, củ tỏi. Đánh nhau một chút cho bài học được rồi. Không được, hôm nay tôi phải đánh chết hắn. Tên nhóc con này. Lưu Đại Hiệp, mau chóng cầm dao này mà dùng. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Tôi cho cậu chạy này. Lưu Đại Hiệp, Lưu Đại Hiệp xuống núi rồi. Lưu Đại Hiệp, dám chết hắn. Chậm thôi, chậm thôi. Chuyện vui này
tâm trạng tốt hơn rồi đấy. Tôi nói anh biết, đây là lần đầu tiên thiết thử kết hôn đấy. Cậu nói lời này là có ý gì vậy hả? Ý của cậu là cậu ấy vẫn sẽ kết hôn tiếp nữa hả? Ai mà biết được chứ. Cậu đứng lại cho tôi. Đứng lại. Treo lên cao một chút. Đúng vậy, xoay qua đây một chút. Đứng lại cho tôi. Đứng lại. Lưu đại ca. Lưu đại ca. Lưu đại ca. Cậu chạy à? Có chuyện gì vậy? Cổ Lâu, Lô Tử, hai cậu không biết đâu. Tên đê tiện Hoàng Thần Côn này thuê một tên tiểu tử đến tìm rèn của tôi quậy phá. Anh đợi đó. Đi đâu vậy? Tôi giúp anh xử lý hắn. Không được. Hắn đã bị tôi chém mấy nhát rồi. Chạy không xa được đâu. Mối thù ngày trước ở vùng ngoại ô phía Tây, coi như tôi đã báo hận rửa thù được rồi. Lô đại ca, mau chóng vào trong uống chút nước nha. Mau mau. Không cần. Tôi nghe nói mấy ngày trước cậu và Châu Đại Băng Tử hòa giải rồi à? Như vậy là đúng rồi. Đừng vì đại ca mà tiếp tục đấu với bọn chúng nữa. Đang làm gì vậy? Treo đèn giấy làm gì? Đúng rồi đại ca, quên nói anh biết. Vương Thiết và Thạch Lựu sắp kết hôn. Cái gì? Thiết Tử và Thạch Lựu kết hôn à? Đúng vậy Lưu đại ca, ngày mai hai người ấy sẽ kết hôn. Anh phải tham gia cổ vũ cho các anh em đấy. Chắc chắn rồi. Nói như vậy là không tính nhé. Phải đưa thiệp mời đến tiệm rèn của tôi. Đương nhiên rồi. Đến lúc đó phải uống nhiều vào nha. Đương nhiên. Không sai không về. Chắc chắn rồi. Tôi quay về trước đây. Bên chỗ tôi cũng có nhiều việc. Vào trong ngồi một chút đi đại ca. Không cần. Tôi đi đây. Chậm thôi nhé đại ca. Được. Cô Lâu, anh nói xem con người của Lưu đại ca này cũng rất kỳ lạ. Với danh tiếng và địa vị của anh ấy trong Lưu Thành, vậy mà lại cam chịu là một người theo rèn. Lô Tử à, đây gọi là quay trở về với bản tính mộc mạc vốn có. Chúng ta phải học hỏi Lưu đại ca. Này, chậm thôi. Cái đèn lồng này có chút lệch rồi kìa. Nghiêng về đây một chút, cây ở phía dưới. Ở phía dưới đấy, được. Anh thần côn, anh tỉnh lại đi. Anh, đừng nói cho đại ca biết. Anh thần côn, mau đứng dậy đi. Đi nào, anh.